bán hàng thì trong cái cửa hàng nó có cái gì đấy mà nó thú vị nó diễn ra không? Ví dụ như là hình ảnh một đứa trẻ con ngày nào nó cũng đi ngang qua, nó nhìn vào một bộ đồ chơi để nó mong chờ được bố mẹ đến mua cho, đúng không ạ? Thì đồ chơi cửa hàng trẻ em Bảo Vi dài thế. Clip react. Cái này là react. Cửa hàng đồ chơi Bảo Vi mới vẻ thêm bộ đèn pin chiếu hình mới, gồm 80 tấm phim chứa hình ảnh khác nhau của từng chủ đề. Chắc chắn các bé nhà bạn sẽ vô cùng thích thú. Cùng chiêm ngưỡng một vài hình ảnh nhé. Hôm nay cửa hàng đồ chơi Bảo Vi mới vẻ thêm bộ. Ui, vẫn còn hôm nhiều. Nay cửa hàng đồ chơi vẫn còn nhiều nhiều chị em ngồi xem. Bảo Vi mới vẻ. Đồ chơi trẻ em Bảo Vi. Đồ chơi trẻ em Bảo Vi. Mọi người nhá, mọi người cứ hay dọa nghỉ chơi với em thiếu gì người chơi cùng. Đông chưa? Đầy nhà đầy nhá. Chưa hết, bạn này tên là Lisa này, có Blackpink này, Elizabeth này, Milly này. Chưa hết đâu, đây là tập đoàn 4 chị em Victoria này. Ở Việt Nam thì có chị này tên là chị Nở, chị Màu, công nương Hoàng Tôn, Lung Linh chị Màu, chị Thị Hến. Đây này, Hà Hồ, kia này, Lệ Quyên. Đây đây, các chị bớt dọa em đi nhá, em tẩy người chơi cùng. Như nào nhỉ? Kênh về trẻ em, cái này bị vi phạm lỗi về trẻ em này. Hai cái này là vi phạm này, bị vi phạm khá nhiều. Cái thì re-up, cái thì tự quay. Nó không đồng bộ ra một cái. Như này đi. Nếu mà mình mà làm ấy, một trong những cái content mà ở Việt Nam mà người Việt Nam rất là khoái đấy, cái việc mà gọi là gây đồng cảm đúng không? Thế thì cái này là mình, bạn hỏi thì mình đưa ra tạm cái gợi ý nhé. Nếu như mà bạn mà quay một cái content ấy, là cái việc mà bạn lên, bạn chia sẻ, bạn bán hàng, thì trong cái cửa hàng nó có cái gì đấy mà nó thú vị nó diễn ra không? Ví dụ như là hình ảnh một đứa trẻ con ngày nào nó cũng đi ngang qua, nó nhìn vào một bộ đồ chơi để nó mong chờ được bố mẹ đến mua cho, đúng không ạ? Thì có một cái content như này, có cái content đấy là chờ bố mẹ. Đây có cái content như này, chờ mua đàn piano. Hôm trước tôi vừa mới thấy đâu đấy của trên BeatVN, họ có đăng một cái content như này. Đây, đàn piano. Của bên BeatVN cơ, họ đăng lên. Tức là như này nhá, nó có một hình ảnh là một cái món đàn như này. Cụ thể ở đây mình không nói về cái đàn đi, mình cứ tạm thời mình nói là một cái đồ chơi. Là cái câu chuyện đấy nó diễn ra như này. Có một đứa bé nó đến, nó nhìn vào một cái cây đàn. Cái cây đàn này trị giá là 5.000 đô. Thế nó hỏi là chú ơi, cháu có được phép là cháu đánh thử không? Bảo ok, với một tấm lòng là một người chủ bán hàng và tôi rất thích những đứa trẻ mà nó hay chăm học và nó hay mầy mò như thế, thì tôi hoàn toàn là tôi đồng ý, bảo cháu cứ đánh đàn đi. Thậm chí ngày nào cháu cũng có thể qua đây cháu đánh đàn cũng được. Câu chuyện rất cảm động đúng không? Và ngày hôm sau thằng bé vẫn đến đánh đàn cùng với cả tôi. Và thằng bé xin phép tiếp, chú ơi ngày mai cháu có thể đến cháu chơi đàn tiếp được không? Được, hôm nay tôi vẫn cho phép cháu được đến chơi đàn cùng. Và ngày hôm sau cháu dẫn bố cháu đến cùng, cốp luôn 5.000 đô để mà mua được cái cây đàn này mang về. Đấy, thì đấy nó là một trong những cái câu chuyện để mà nó tạo ra một cái content thú vị đúng không ạ? Thì nếu như mà bạn mà làm ra content mà vui vui nhá, bạn có thể là ghép cái nhạc là cái cổ cái nhạc mà cái nhạc gì mà buồn buồn bọn TikTok nó hay ghép ấy. Tèo 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 tèo. Ờ, tôi không nhớ cái bài đấy nó chính xác là gì. Một cái nhạc mà rất là cảm động. Hình ảnh là mình ngồi ở bên trong, mình quay sang ở cái cửa sổ bên ngoài, có một thằng cu đang nhìn chằm trò, đang nhìn trầm trồ, nhìn vào cái món đồ chơi như thế. Và sau đó bạn quay ra, bạn tiếp tục bạn khai thác cái câu chuyện như thế. Thì đấy nó gọi là content xây kênh. Thì đây là cái content mà vô tình mình nghĩ ra thôi, chứ nó chưa phải là một cái tuyến nội dung xuyên suốt. Còn nếu mà bạn phải làm một cái nội dung xuyên suốt thì bạn phải tiếp tục mà bạn làm thôi. Còn nội dung mà
cháu nó ngồi chơi như này thì cũng được thôi, nhưng mà tuy nhiên là nó chưa chạm được vào cái lòng của bố mẹ. Bạn lưu ý là cái kênh này mặc dù bạn làm là về đồ chơi trẻ em, nhưng mà tệp người xem ấy phải đến 99% là bố mẹ đang xem, lựa chọn xem là có nên là cho con sử dụng chơi cái món đồ này hay không. Hình dung không? Nhá.